One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất thế giới trên Amazon. Chất âm 2 chuẩn Hi-Res, nhịp bass sống động với màng loa kích thước 50mm, thích hợp để nghe nhạc và xem phim. One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền với phần dây dễ dàng thay thế. Đệm tai êm ái mang lại cảm giác đeo thoải mái, dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút khi các bạn bấm vào đường link bên dưới, giá chỉ còn 590.000. Xin chào các bạn. Khi mà chiến sự ở Ukraine và mới đây nhất là Israel bùng phát, truyền thông và sự quan tâm của thế giới đã tập trung hết vào các khu vực này. Thế nhưng ngay tại Đông Nam Á chúng ta, Myanmar hiện vẫn đang chìm trong cuộc nội chiến đã kéo dài suốt nhiều năm qua. Trong một diễn biến mới và rất đáng chú ý mới đây, quân đội chính phủ Myanmar cho biết đã mất quyền kiểm soát thị trấn chiến lược ở biên giới với Trung Quốc sau nhiều ngày đụng độ ba nhóm phiến quân vũ trang. Phát ngôn viên của quân đội Myanmar Jamin Thun hôm qua ngày 2 tháng 11 thông báo, chính quyền, các cơ quan hành chính và tổ chức an ninh không còn hiện diện tại thị trấn Chiên Quy Hòs, giáp với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Theo ông, đụng độ giữa quân đội và các nhóm nổi dậy đã xảy ra tại 10 địa điểm trên khắp SARS ở miền Bắc trong 6 ngày qua. Sau không cung cấp thông tin về thương vong, phát ngôn viên quân đội Myanmar cũng cáo buộc ba nhóm vũ trang cho nổ các nhà máy điện, phá hủy cầu và các tuyến đường giao thông. Được biết, ba nhóm phiến quân kể trên là quân đội giải phóng quốc gia TAN, TNLA, quân đội Arakan, AA và quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar, MNDAA. Ba nhóm phiến quân mà giới quan sát cho rằng có số thành viên khoảng 15.000 người thường xuyên đụng độ với quân đội Myanmar nhằm giành quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên ở phía bắc nước này. Họ cũng đã xác nhận đã chiếm một tiền đồn và những con đường huyết mạch nối Myanmar với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Myanmar và cả phiến quân ở phía bắc. Chính vì vậy, Trung Quốc đã ngay lập tức lên tiếng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 2 tháng 11 rằng Bắc Kinh kêu gọi tất cả các bên lập tức ngừng bắn và ngừng giao tranh. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc cho biết họ lo ngại hàng nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa do giao tranh, trong đó một số người phải chạy sang Trung Quốc. Bộ trưởng Công an Trung Quốc đã gặp lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar Menaw Hlaen ở thủ đô Naypyidaw để thảo luận về những cuộc đụng độ này. Được biết, Bang San dự kiến là nơi xây dựng tuyến đường sắt trị giá hàng tỷ đô la, một phần trong sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Hơn 1/4 thương mại biên giới trị giá 1,8 tỷ đô la của Myanmar với Trung Quốc đi qua thị trấn Chiên Quy Hòs từ tháng 4 đến tháng 9. Trước những diễn biến tiếp tục phức tạp ở Myanmar nói chung và khu vực phía Bắc nói riêng, các chuyên gia cho rằng chính Mỹ và Trung Quốc là hai người chơi đang định hình cuộc nội chiến Myanmar. Kể từ khi quân đội Myanmar lên nắm quyền trong cuộc đảo chính vào đầu năm 2021, nước này đã rơi vào vòng xoáy chết chóc. Những cuộc biểu tình ôn hòa chống chính quyền của quân chúng đã dần bùng lên thành nổi dậy vũ trang, khiến phần lớn đất nước rơi vào cuộc nội chiến mới. Kể từ đó, xung đột đã chuyển sang nổi dậy kéo dài với lực lượng mới ủng hộ dân chủ chiến đấu bên cạnh các nhóm vũ trang sắc tộc vốn đã đối đầu với chính quyền trung ương suốt hàng chục năm. Dù ngày càng có khả năng xảy ra bế tắc chiến lược, ngay cả chính quyền quân sự lẫn lực lượng nổi dậy, phiến quân này đều tỏ ra quyết tâm tiếp tục chiến đấu. Các quốc gia láng giềng đã cố gắng làm trung gian hòa giải, nhưng một nền hòa bình thông qua thương lượng vẫn còn rất xa vời. Trong 2 năm qua, khủng hoảng Myanmar hầu như ít nhận được sự quan tâm từ Mỹ và Trung Quốc, dù nó diễn ra vào thời điểm gia tăng căng thẳng giữa hai cường quốc. Washington và các đối tác đã lên tiếng ủng hộ phe dân chủ ở Myanmar. Tuy nhiên, những cân nhắc về địa chính trị đã khiến họ chần chừ thực hiện các hành động mạnh mẽ chống lại chính quyền quân sự. Dù Bắc Kinh ủng hộ chế độ quân sự ở một số khía cạnh, nhưng họ cũng đã lựa chọn cách chờ và xem. Tuy nhiên, sự kiềm chế của hai cường quốc đang dần bị phá bỏ vì tin rằng một số diễn biến là dấu hiệu cho thấy lực lượng chống chế độ là lực lượng ủy nhiệm của Mỹ. Bắc Kinh đã quyết tâm ủng hộ chính quyền quân sự. Kết quả là cái có thể được gọi là chiến tranh lạnh hóa. Nội chiến ở Myanmar đang thu hút sự can thiệp của các cường quốc đối thủ, và mỗi bên đều lo sợ rằng việc không hành động sẽ có lợi cho bên kia. Tình hình đó đặt các nước khác trong khu vực, đặc biệt là các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN vào thế khó. Một trong những nguyên tắc cốt lõi của ASEAN là tổ chức này sẽ không lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc. Thay vào đó, họ coi trọng việc duy trì quan hệ tốt đẹp với cả hai cường quốc. Nhưng khi nội chiến ở Myanmar dần có những đặc điểm của một cuộc xung đột ủy nhiệm thời chiến tranh lạnh, các nước láng giềng của Myanmar có thể sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn. Không chỉ giữa một chính quyền quân sự và một lực lượng nổi dậy ủng hộ dân chủ mà còn là giữa Trung Quốc và Mỹ. Trong khi đó, đối với Washington và các đồng minh của họ, việc củng cố một chính quyền quân sự gắn kết với Trung Quốc sẽ báo trước sự suy giảm tầm ảnh hưởng và sự bất ổn lớn hơn trên khắp Đông Nam Á. Cuộc đảo chính tháng 2 năm 2021 đã đẩy Myanmar vào con đường dẫn đến xung đột và tàn phá. Những nhân vật tham gia đảo chính không nhận được sự ủng hộ của người dân. Những người vốn đã ủng hộ nhà lãnh đạo bị phế truất Aung San Suu Kyi. Hàng trăm nghìn người đã xuống đường biểu tình. Các thành viên của chính phủ bị lật đổ đã cùng với một nhóm chính trị và sắc tộc khác tuyên bố thành lập một tổ chức dân sự để khôi phục nền dân chủ. Nhưng quân đội đã đáp trả bằng làn sóng bạo lực không ngừng nhắm vào tất cả các đối thủ. Tính đến mùa xuân năm 2021, Myanmar đã chuẩn bị cho các cuộc nội chiến mới.
khi những người phản đối chế độ quân sự bắt đầu cầm vũ khí và thề sẽ đánh trả chứ không rút lui. Lực lượng nổi dậy đã tìm thấy các đồng minh là gần 20 nhóm vũ trang sắc tộc, các tổ chức nằm dọc theo vùng ngoại vi của Myanmar, một số có quan hệ kinh tế và chính trị chặt chẽ với nước láng giềng Trung Quốc. Các nhóm này đã đấu tranh đòi quyền tự trị độc lập hoàn toàn kể từ khi Myanmar được thành lập vào năm 1948. Dù phải đối mặt với một quân đội chính quy Myanmar được trang bị tốt hơn, các nhóm vũ trang sắc tộc và dân chủ đã nhanh chóng chiếm được nhiều vùng nông thôn, đặc biệt là dọc theo biên giới giữa Myanmar với Ấn Độ, Trung Quốc và Thái Lan. Ngay từ giữa năm 2021, lãnh đạo của chính quyền quân sự, Thượng tướng Minhan Halin đã thừa nhận rằng binh lính của ông không kiểm soát được toàn bộ đất nước. Kể từ đó, quân nổi dậy đã giữ vững vị trí của mình ở vùng nông thôn nhưng gặp khó khăn trong việc chiếm các thành phố và thị trấn. Một phần vì họ bị tiêu diệt bởi pháo binh hạng nặng và không quân của chính quyền quân sự. Tính đến cuối mùa xuân năm 2023, hai bên dường như đã rơi vào bế tắc chiến lược. Sau cuộc đảo chính, Mỹ đã tiếp cận Myanmar bằng hành động cân bằng, thận trọng và thực tế. Giữa các giá trị và lợi ích, Washington phản đối chính quyền quân sự. Tuy nhiên, họ cũng cảnh giác trước việc xa lánh các đồng minh và đối tác trong khu vực, vì một vài trong số những nước này vẫn duy trì quan hệ với quân đội Myanmar kể từ sau cuộc đảo chính. Các quan chức cấp cao của Mỹ đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo đối lập của Myanmar và chính phủ Mỹ đã ban hành các biện pháp trừng phạt nhắm mục tiêu vào các quan chức quân sự cấp cao. Tuy nhiên, các biện pháp này đã không có ảnh hưởng đến tài sản quý giá của chính quyền quân sự. Tập đoàn dầu khí Myanmar, một công ty thuộc sở hữu của quân đội, hiện có doanh thu hàng năm khoảng 1,5 tỷ đô la, cung cấp cho chế độ khả năng tiếp cận ngoại tệ mà họ cần. Washington cũng kiềm chế không áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những công ty làm ăn với chính quyền quân sự, chẳng hạn như các công ty năng lượng Thái Lan và các công ty tài chính Singapore. Sự kiềm chế này của Mỹ có lẽ là nhằm xoa dịu các quốc gia khác trong khu vực, đặc biệt là Thái Lan, nơi mà chính phủ lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2014, có một sự ủng hộ nhất định với chính quyền quân sự Myanmar và duy trì quan hệ kinh tế chặt chẽ với chế độ này. Các đồng minh và đối tác quan trọng của Mỹ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương như Australia, Ấn Độ và Nhật Bản thì bày tỏ quan ngại về khủng hoảng ở Myanmar, nhưng lo ngại rằng áp lực quá mức sẽ khiến cho chế độ này phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc. Kết quả là họ đã duy trì quan hệ với chính quyền nhân sự Myanmar hoặc trong trường hợp của Ấn Độ đã mở rộng quan hệ kinh tế và ngoại giao với chính quyền quân sự và có lẽ sẽ không hỗ trợ cho phe nổi dậy. Tương tự, Trung Quốc cũng nhìn nhận sự hỗn loạn ở Myanmar với thái độ nước đôi. Bắc Kinh có quan hệ tốt với chính phủ bà Aung San Suu Kyi trước khi họ bị lật đổ. Từ quan điểm của Trung Quốc, việc nội chiến bùng nổ ở một nước láng giềng có hơn 2.090 km biên giới là tin xấu đối với sự ổn định khu vực và đối với các khoản đầu tư của Trung Quốc vào Myanmar theo sáng kiến vành đai con đường. Trung Quốc đã và đang là một trong những nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho quân đội Myanmar, nhưng họ chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của quân đội, vốn bị cho là quá khó lường. Bắc Kinh cũng được báo cáo là có hỗ trợ một số nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số của Myanmar, thậm chí chấp nhận hoạt động buôn bán vũ khí ngầm xuyên biên giới. Vì lý do này và có nhiều lý do khác, giới lãnh đạo của Bắc Kinh đã chọn cách phòng ngừa rủi ro khi hỗ trợ cho cả hai phe sau đảo chính. Dù họ chưa bao giờ tố cáo chính quyền quân sự hoặc công khai kêu gọi quay trở lại chế độ dân sự, nhưng họ đã mở một kênh hậu thuẫn cho chính phủ thống nhất quốc gia và gây áp lực buộc chính quyền quân sự không được giải tán đảng của Aung San Suu Kyi, đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, khi giao tranh giữa chính quyền quân sự và nhóm vũ trang sắc tộc dẫn đến vụ pháo kích vô tình vào một thị trấn biên giới Trung Quốc. Bắc Kinh đã được cho là đã cảnh báo chính quyền quân sự rằng một sự cố tương tự sẽ dẫn đến phản ứng cần thiết. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng giữ khoảng cách với các tướng lĩnh cầm quyền. Khi Vương Nghị lúc đó cũng đang là Ngoại trưởng Trung Quốc đến thăm Myanmar vào mùa hè năm 2022, ông đã từ chối gặp Minhan Halin, lãnh đạo của chính quyền quân sự, một động thái bị xem là khinh thường ngoại giao vào thời điểm đó. Những lợi ích phức tạp của Mỹ và Trung Quốc ở Myanmar đã cho phép quốc gia Đông Nam Á này gần như tránh được ảnh hưởng của cạnh tranh Mỹ-Trung, chỉ ít là trong một thời gian. Các bên tham chiến có thể xem cuộc nội chiến ở nước này là một phần của cuộc đấu tranh toàn cầu giữa dân chủ và chuyên chế. Thực tế này được thể hiện rõ trong sự ủng hộ của phe nổi dậy đối với Ukraine và sự đồng tình của chính quyền quân sự đối với Nga. Nhưng điều tương tự thì không đúng với Washington và Bắc Kinh. Những người xem nội chiến Myanmar là một bài kiểm tra về cân bằng quyền lực và phòng bị nước đôi, chứ không phải là chiến tranh ủy nhiệm. Tháng 9 năm 2021, Mỹ và Trung thậm chí còn hợp tác để ngăn chặn chính quyền quân sự tiếp quản ghế của Myanmar tại Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn trong năm qua khi Bắc Kinh từ bỏ sự thận trọng ban đầu và chấp nhận chính quyền quân sự. Động lực thúc đẩy sự thay đổi này là nhận thức của Trung Quốc rằng chính Mỹ đã thay đổi hướng đi, rằng Washington hiện hoàn toàn ủng hộ và đang củng cố ảnh hưởng của mình đối với lực lượng nổi dậy ủng hộ dân chủ. Hai diễn biến cụ thể đã khiến Bắc Kinh thay đổi thái độ. Một đạo luật mới của Mỹ về vấn đề Myanmar và quyết định của chính phủ thống nhất quốc gia về việc mở văn phòng tại Washington vào năm ngoái. Trên thực tế, cả hai sự kiện này đều không báo hiệu một sự thay đổi và có ý nghĩa trong chính sách của Mỹ
Đạo luật Buma năm 2023 chỉ nhắc lại mục tiêu của Washington là đảo ngược cuộc đảo chính và kêu gọi cung cấp viện trợ quân sự phi sát thường, chủ yếu là thiết bị liên lạc cho các lực lượng chống chế quân sự ở Myanmar. Tuy nhiên, đạo luật không nhắc đến hỗ trợ quân sự sát thường hay là các lệnh trừng phạt hoạt động kinh doanh dầu khí của chính quyền quân sự. Và thậm chí, việc giải ngân viện trợ phi sát thường cũng bị chậm chế. Những nỗ lực của Mỹ thay mặt cho quân nổi dậy ở Myanmar là không đáng kể so với những hỗ trợ mà Mỹ dành cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Bất chấp những cảnh báo này, phản ứng của Bắc Kinh là dồn sức mạnh cho chính quyền quân sự, chấm dứt 2 năm tương đối không can dự. Hồi tháng 5, Ngoại trưởng Trung Quốc Tân Cương đã gặp Thủ tướng Mina Hoa-lin, tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ giúp Myanmar đạt được sự hòa giải trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, ngôn ngữ ngoại giao cho việc ủng hộ chế độ quân sự. Đầu năm nay, chính quyền quân sự đã chính thức cấm đảng của Aung San Suu Kyi, điều mà họ sẽ không làm nếu không nghĩ rằng mình có sự đồng ý của Bắc Kinh. Theo những người trong cuộc, các nhà ngoại giao Trung Quốc đã thúc giục phong trào nổi dậy ủng hộ dân chủ không phát triển quan hệ với phương Tây. Đại sứ mới của Bắc Kinh tại Myanmar, Đặng Tích Quân, cũng có nhiều động thái. Trong những tháng gần đây, ông đã tổ chức một loạt các cuộc họp với các nhà lãnh đạo chính quyền quân sự và đại diện của một số nhóm vũ trang sắc tộc và được cho là đang thúc đẩy một lệnh ngừng bắn giữa các bên. Một kết quả như vậy sẽ có lợi cho chính quyền quân sự và cản trở cuộc nổi dậy. Một thỏa thuận ngừng bắn với các nhóm vũ trang sắc tộc có liên kết với Trung Quốc sẽ tạo ra sự chia rẽ trong liên minh giữa các nhóm sắc tộc và phe ủng hộ dân chủ. Lực lượng dựa vào các nhóm vũ trang sắc tộc này để nhận huấn luyện, nhân lực và trang thiết bị. Phần lớn trong số đó có nguồn gốc từ Trung Quốc hoặc được chế tạo từ các bộ phận do Trung Quốc sản xuất. Mặt khác, chính quyền quân sự chỉ còn chiến đấu trên ít mặt trận hơn và có thể điều chuyển lực lượng đến những điểm nóng quan trọng nhất. Kết quả sẽ là một chính quyền quân sự tự tin hơn về cơ hội sống sót của mình và sẵn sàng chiến đấu. Mối quan tâm và sự can dự của Trung Quốc ở Myanmar gợi nhớ đến các cuộc xung đột thời chiến tranh lạnh ở Đông Nam Á. Chẳng hạn như các cuộc chiến ở Campuchia, Lào và Việt Nam. Trước đây cũng như bây giờ, các phe phái đối địch trong quốc gia sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ các siêu cường đối địch. Các siêu cường thường sẽ chấp nhận những nỗ lực này vì lo sợ rằng nếu họ không hành động thì bên kia sẽ giành được lợi thế. Myanmar ngày nay cũng không phải là ngoại lệ. Sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và các đối thủ của họ, cụ thể là Mỹ và Ấn Độ, đang định hình lại nền chính trị trong nước và ở nhiều quốc gia khác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khi các chủ thể địa phương cảm thấy buộc phải chọn phe. Suốt nhiều năm, Maldives và Sri Lanka đã bị cuốn vào cuộc giằng co chính trị giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Câu hỏi về ảnh hưởng của Trung Quốc và việc chấp nhận hay bác bỏ tham vọng khu vực ngày càng tăng của nước này đã trở thành một cột thu lôi chính trị ở nhiều nước quốc gia tại Nam Á, Đông Nam Á và Châu Đại Dương. Nhưng lợi ích liên quan là đặc biệt cao trong cuộc xung đột vũ trang ở Myanmar, nơi mà sự can dự ngày càng tăng của Trung Quốc có nguy cơ kéo dài đau khổ và cũng gia tăng căng thẳng giữa các cường quốc. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định Mỹ không coi nội chiến Myanmar là một cuộc đấu tranh có tổng bằng không với Trung Quốc. Vị trí địa lý gần và các lợi ích lớn ở Myanmar khiến Trung Quốc trở thành một phần cần thiết của bất kỳ giải pháp nào. Vì thế, Washington nên cố gắng phối hợp chính sách Myanmar của mình với Bắc Kinh để xây dựng các hàng rào bảo vệ cần thiết nhằm ngăn chặn leo thang. Các quan chức Mỹ nên kêu gọi chủ nghĩa thực dụng của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, lợi ích chung của Mỹ và Trung Quốc về ổn định khu vực. Trong khi đó, đối với các quốc gia Đông Nam Á, việc giữ cho các động lực của chiến tranh lạnh không làm rạn nứt khu vực nên là mối quan tâm hàng đầu. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.